Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông, Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 10:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con Thanh Thủy thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020 Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 76, Kinh Sandaka, Sandaka Sutta. Tiếp theo phân đoạn 359 đến 362 sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính trương Thượng Tọa Minh Hạnh. Tiếp đến, kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu dẫn nhập pháp thoại hôm nay. Nhất cung kính, nhất thai giá kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thượng Tôn Đệ Tử Phật, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa những Phật tử. Chúng ta lại tiếp tục học đoạn chót phần 2 của bài kinh Sandaka. Ở buổi trước chúng ta đã nghe về bốn cái phi phẩm hạnh túc do tôn giả Ananda thuyết cho du sĩ Sandaka nghe. Và tiếp đến, tôn giả Ananda ngài cũng nói về bốn căn phòng hạnh trú. Rồi dần dần
Ngài mới giới thiệu về cái con đường tu tập theo giáo pháp của Đức Phật để đạt đến cái sự giải thoát. Sự trình bày giáo lý như vậy khiến cho du sĩ Sandaka rất là quan hệ. Và du sĩ Sandaka đã kêu gọi 500 đồ chú của mình hãy sống theo sự hướng, sống theo phẩm hạnh dưới sự hướng dẫn của Đức Samuel Gautama và Đức Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học đoạn sau của bài kinh và chấm dứt bài kinh này. Và phần này sẽ do Đại Đức Pháp Tích và Giảng Sư hôm nay sẽ thuyết giảng. Bây giờ xin mời cô Thanh Thủy đọc cho trên kinh, sau đó xin cụ thỉnh Đại Đức Pháp Tích bắt đầu thuyết giảng. Nam Mô Bổn Thầy. Con xin đọc bài 76 kinh Sandaka. Sandaka xuất tá tiếp theo phân đoạn 359 đến 362. Tên bài kinh lấy theo nhân vật chính du sĩ ngoại đạo Sandaka, người đến đối thoại với tôn giả Ananda trong bài kinh này. Thời ấy Thế Tôn trú ở Kosambi, bây giờ có cuộc gặp mặt giữa tôn giả Ananda và du sĩ Sandaka, có cuộc đàm luận về đạo lý. Vị thị giả của Đức Phật đã có một trình bày về sự khác biệt tương phản giữa giáo pháp của Đức Phật và giáo thuyết của ngoại đạo. Tôn giả Ananda là thị giả của Thế Tôn. Ngài là bậc thông tuệ tuyệt vời và có trí nhớ phi thường. Tôn giả được xem là vị thủ khố của chánh pháp, là vị đã trùng tuyên phần lớn những lời dạy của Đức Phật trong kỳ kết tập tâm tạng đầu tiên. Du sĩ Sandaka là một du sĩ ngoại đạo có nhiều bằng hữu. Không có nhiều chi tiết được đề cập về vị này trong tâm tạng kinh điển. 359, bốn điều bất an cho người tu tập. Những người tu tập sẽ bị ảnh hưởng lớn từ các bậc thầy của mình. Đức Phật dạy có bốn trường hợp các đạo khiến đệ tử không an tâm tu tập. Kinh văn: Tôn giả Ananda, thế nào là bốn pháp bất an? Phạm hạnh được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Và ở đây, người khó trí không thể tự mình sống theo hạnh ý, và nếu sống, thời không thể thành đạt chánh đạo, pháp và chí thiện. Vì giáo chủ tuyên bố có toàn tri, toàn thời gian. Kinh văn: Ở đây, này Sandaka, có bậc đạo sư nhất thiết tri, nhất thiết kiến, tự xem đã chứng được tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ và ta thức, kiến được an trú ở trong ta liên tục không gián đoạn. Vì ấy đi vào một nhà trống, không nhận được đồ ăn khất thực, và con chó cắn vì ấy gặp dơ dữ, gặp người dữ, gặp bò dữ, và vì ấy hỏi tên và họ một người đàn bà, một người đàn ông, và hỏi tên những con đường của làng, của thị trấn. Vì ấy được hỏi sao như thế này, và trả lời ta phải vào một nhà trống, do vậy đã bảo vào, ta phải không nhận được đồ ăn khất thực, do vậy ta đã không nhận được đồ ăn khất thực. Có người chó cắn, do vậy ta đã bị chó cắn. Có người phải gặp dơ dữ, do vậy ta đã gặp. Phải gặp người dữ, do vậy ta đã gặp. Phải gặp bò dữ, do vậy ta đã gặp.
Có người phải hỏi tên và họ một người đàn bà, một người đàn ông, do vậy đã hỏi. Có người phải hỏi tên những người, những con đường của làng, của thị trấn, do vậy ai đã hỏi. Ở đây này xanh đá cá, người có trí suy tư như sao? Chỉ tôn sư này là nhất thiết tri, nhất thiết kiến, do vậy ta đã hỏi. Vị ấy sau khi biết hành này là bất an, nên yểm đi hành ấy và bỏ đi. Này sanh đáp cá, đây là bất an phẩm hạnh thứ nhất, được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đặng giả tuyên bố. Và ở đây người có trí không thể tự mình sống theo hành ấy, và nếu sống thời không thể thành đạt chánh đạo. Và pháp và chí thiện, vị giáo chủ luôn tuyên bố sự trung thành với sự truyền thừa, nhưng không nắm rõ, nhớ rõ những giá truyền thống kinh văn. Lại nữa, này sanh đá cá, ở đây có vị đạo sư y cứ truyền thuyết, xem truyền thuyết là chân thật, vị này thuyết pháp theo truyền thuyết, theo tương truyền và truyền thống, theo uy tín thánh tạng. Này sanh đá cá, nếu vị đạo sư cứ y cứ truyền thuyết, xem truyền thuyết là chân thật, vị ấy có phần khéo nhớ, có phần không khéo nhớ, khi thì như thế này, khi thì như thế khác. Ở đây này sanh đá cá, người có trí suy tư, vị tôn sư này y cứ truyền thuyết, xem truyền thuyết là chân thật, vị này thuyết pháp theo truyền thuyết, theo tương truyền và truyền thống, theo uy tín thánh tạng. Nếu vị đạo sư y cứ truyền thuyết, xem truyền thuyết là chân thật, vị ấy có phần khéo nhớ, có phần không khéo nhớ, khi thì như thế này, khi thì như thế khác. Vị ấy sau khi biết hạnh này là bất an, nên yểm đi hạnh ấy và bỏ đi. Này sanh đá cá, đây là bất an phẩm hạnh thứ hai, được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Và ở đây, người có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thời không thể thành đạt chánh đạo, pháp và chí thiện. Vị giáo chủ luôn tuyên bố chân lý dựa trên lý luận, nhưng lập luận không vững. Kinh văn lại nữa, này sanh đá cá, ở đây có vị đạo sư là nhà lý luận, là nhà suy luận, do sự đã phá của lý luận và y cứ theo suy luận, vị này thuyết pháp theo nguyên tắc tự mình sáng tác. Này sanh đá cá, nếu vị đạo sư là nhà lý luận, là nhà suy luận, vì ấy có phần khéo lý luận, có phần không khéo lý luận, khi thì như thế này, khi thì như thế khác. Ở đây, này sanh đá cá, người có trí suy nghĩ, chỉ tôn sư này là nhà lý luận, là nhà suy luận, do sự đã phá của lý luận và y cứ theo suy luận, vị này thuyết pháp theo nguyên tắc tự mình sáng tác. Nếu vị đạo sư là nhà lý luận, là nhà suy luận, vị ấy có phần khéo lý luận, có phần không khéo lý luận, khi thì như thế này, khi thì như thế khác. Vị ấy sau khi biết hạnh này là bất an, nên yểm ly hạnh ấy và bỏ đi. Này sanh đá cá, đây là bất an phẩm hạnh thứ ba, được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Và ở đây, người có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống thì không thể thành đạt chánh lý, pháp và chí thiện. Vì giáo chủ thường ngụy biện, không trình bày vấn đề một cách tinh xác. Kinh nhân lại nữa, này sanh đá cá, ở đây có vị đạo sư là người đần độn, là người ngu si. Vì đần độn ngu si, khi được hỏi về vấn đề này, vấn đề khác, vị ấy dùng những lời miệng trường uống như con lươn. Theo tôi, không phải như vậy. Theo tôi, không phải như kia. Theo tôi, không khác như thế. Theo tôi, không phải như thế.
tôi không không phải như thế. Ở đây này Sanh Đá Cá, người có trí suy tư, vị tôn sư này là người đần độn và là người ngu si. Theo tôi không phải như thế. Vị ấy sau khi biết hạnh hạnh này là bất an nên yểm ly hạnh ấy và bỏ đi. Này Sanh Đá Cá, đây là bất an phạm hạnh thứ tư được Thế Tôn, Phật Tri Giả, Kiến Giả, Phật A La Hán Chánh Đẳng Giác tuyên bố. Và ở đây người có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống theo và nếu sống không thể đạt chánh đạo pháp và chí thiện. Này Sanh Đá Cá, bốn bức an phạm hạnh này được Thế Tôn, Bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác tuyên bố. Và ở đây người có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống thì không thể thành đạt chánh lý pháp và chí thiện. Thật chi diệu thai tôn giả A Nan Đá, thật hy hữu thai tôn giả A Nan Đá, bốn pháp bất an phạm hạnh này đã được Thế Tôn, Bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác tuyên bố là bất an phạm hạnh. Và ở đây người trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống thì không thể thành đạt chánh lý pháp và chí thiện. 360. Con đường phạm hạnh được Đức Thế Tôn truyền dạy. Rồi Sanh Đá Cá hỏi về hành trình tu tập, tôn giả A Nan Đá cho biết đó là con đường có nhiều giai đoạn. Kinh văn: Thưa tôn giả A Nan Đá, vị đạo sư ấy dạy những gì, tuyên bố những gì mà ở đây người có trí có thể tự mình sống phạm hạnh, và khi sống có thể thành đạt chánh lý pháp và chí thiện. Kinh văn: Ở đây này Sanh Đá Cá, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A La Hán chánh điển tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như Lai sau khi khuyên tự chứng ngộ giới thượng trí, thế giới này là thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này giới sa môn và la môn, thiên nhân, lại tuyên bố điều ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ danh nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con người dũng hay người sanh ở giai cấp hạ tiện nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ đời sống gia đình đầy những truyền phước, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, tắt áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, tắt áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thành tựu giới hạnh hay giới thành tựu? Kinh văn: Vì ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới, dành sống các tỷ kheo, từ bỏ sát sanh, đánh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết xấu hổ, sợ hãi, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc cả chúng sanh và loài hữu tình. Vì ấy từ bỏ lấy của không cho, đánh xa lấy của không cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Vì ấy từ bỏ đời sống không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, sống đời sống diễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. Vì ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Vì ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói, để sanh chia
nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy sống hòa hợp, những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, quan hệ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vị ấy từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đập lòng nhiều người. Vị ấy nói những lời nói như vậy. Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ các món ăn phi thời, từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình diễn, từ bỏ không dùng dòng hoa, hương liệu, dầu thoa, trang sức và các thời trang, từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ không nhận vàng và bạc, từ bỏ không nhận các hạt sống, từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ không nhận đàn bà con gái, từ bỏ không nô tỳ gái và trai, từ bỏ không nhận cừu và dê, từ bỏ không nhận gia cầm và heo, từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ không nhận ruộng nương đất đai, từ bỏ không dùng người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ không buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vì ấy sống biết đủ, bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi sống. Đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bạc, như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh, cũng vậy. Tỷ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. Vì ấy thành tựu thánh giới uẩn này, nội tâm hưởng lạc thọ, không khuyết phạm. Khi mắt thấy sắc, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu vi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Vì ấy tự chế ngự các nguyên nhân ấy. Hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tiếng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ô vi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Vì ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn, vị ấy thành tựu thánh hộ. Trì các căn này, nội tâm hưởng lạc thọ, không uế nhiễm. Vì ấy đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi kho tay, duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y giác, kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác, thành tựu thiền định. Kinh văn: vị ấy thành tựu thánh giới uẩn này, thành tựu thánh hộ trì các căn này, thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác này. Lựa một trú xứ thanh vắng, như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm. Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, và ăn trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục tham, gột rửa tâm hết dục tham, từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh hữu tình,
gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên, vì ấy sống bất ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa hết hôn trầm thủy miên, từ bỏ trào cử, hối hóa, vì ấy sống không trào cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trào cử, hối hóa, từ bỏ nghi ngờ, vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân dân lượng lượng, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Sau khi trừ bỏ năm triền cải này, các pháp làm tâm cấu uế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vì ấy đi dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, giới tầm, giới tứ này sanh đã cả. Nếu một đệ tử chứng được ưu thắng đặc thù như vậy, với một vị đạo sư, thời ở đây người có trí có thể tự mình sống phạm hạnh, và khi sống có thể thành đạt chánh đạo, pháp và chí thiện. Lại nữa, này sanh đã cả, vị tỳ kheo diệt tầm và tứ chứng đạt và an trú nhị thiền, chứng đạt và an trú tam thiền, chứng đạt và an trú tứ thiền, này sanh đã cả. Nếu một đệ tử chiếm được ưu thắng đặc thù như vậy với một đạo sư, thành đạt chánh đạo, pháp và chí thiện, thành tựu giải thoát. Kinh văn: với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cố nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vì ấy hướng tâm đến túc mạng trí, vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời như vậy, vì ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết này sanh đã cả. Nếu một đệ tử chiếm được ưu thắng đặc thù như vậy dưới một vị đạo sư, thành đạt chánh đạo, pháp và chí thiện, với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không có nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, dưỡng chất, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh, vị ấy giới thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này sanh đã cả, nếu một đệ tử chứng được ưu thắng đặc thù như vậy với một vị đạo sư, thành đạt chánh đạo, pháp và chí thiện, với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vì ấy hướng tâm đến lậu tận trí, vì ấy như thật biết đây là khổ, vì ấy như thật biết đây là con đường đưa đến lậu hoặc diệt. Vì ấy do biết vậy, do thấy vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vì ấy biết, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này sanh đã cả. Nếu một đệ tử chứng được ưu thắng đặc thù như vậy dưới một đạo sư nào, thời ở đây người có trí có thể tự mình sống phạm hạnh, khi sống có thể thành đạt chánh đạo, pháp và chí thiện. 361. Một mô tả về bậc toàn giải thoát. Du sĩ Đá Cá cũng hỏi thêm thế nào là hình ảnh của một bậc thánh viên mãn giải thoát trong giáo lý Phật Đà. Kinh văn: nhưng thưa tôn giả Ananda, một tỷ kheo nào là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý
tưởng, đã tận trừ hữu kiếp sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, vị tỳ kheo ấy có thể thọ dụng các dục vọng không? Này sanh đá cá, vị tỳ kheo nào là bậc a la hán? Các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt cánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiếp sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, vị ấy không thể vi phạm năm điều. Vị tỳ kheo, các lậu đã tận, không có thể cố ý sát hại mạng sống chúng sanh. Vị tỳ kheo, các lậu đã tận, không có thể lấy của không cho, được gọi là ăn trộm. Vị tỳ kheo, các lậu đã tận, không có thể hành dâm dục. Vị tỳ kheo, các lậu đã tận, không có thể cố ý nói láo. Vị tỳ kheo, các lậu đã tận, không có thể hưởng thọ các dục đối với các vật được tàn trữ như trước khi còn tại gia. Này sanh đá cá, một vị tỳ kheo nào là bậc a la hán? Các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt cánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiếp sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, vị ấy không có thể vi phạm năm điều này. Thưa tôn giả Ananda, vị tỳ kheo nào là bậc a la hán? Các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt cánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí. Khi giải đi, đứng, ngủ và thức, có phải tri kiến vị ấy được an trú một cách liên tục, không gián đoạn hoặc của ta đã được đoạn tận? Này sanh đá cá, tôi sẽ cho ông một ví dụ. Nhờ ví dụ ở đây, một người có trí sẽ biết ý nghĩa câu nói. Ví như, này sanh đá cá, một người tay chân bị chặt, khi người ấy đi, đứng, ngủ và thức, tay chân bị chặt một cách liên tục, không gián đoạn, và khi người ấy suy tư vấn đề này, người ấy biết, tay chân của ta bị chặt, cũng vậy. Này sanh đá cá, vị tỳ kheo nào là bậc A-la-hán? Các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt cánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí. Khi giải đi, đứng, ngủ và thức, các lậu hoặc được đoạn tận một cách liên tục, không gián đoạn. Và khi vị ấy suy tư về vấn đề này, vị ấy biết, các lậu hoặc ta đã được đoạn tận. Nhưng thưa tôn giả Ananda, có bao nhiêu vị lãnh đạo tối thắng trong pháp và luật này? Này sanh đá cả, không phải chỉ có 100, 200, 300, 400, 500, mà còn nhiều vị lãnh đạo tối thắng hơn nữa trong pháp và luật này. 362. Sau khi nghe tôn giả Ananda trình bày, du sĩ sanh đá cá có thái độ thế nào? Sanh đá cá thật sự hoan hỷ và cùng toàn thể tụ chúng của mình xuất gia theo Phật. Kinh văn: thật chi diệu thay tôn giả Ananda, thật hy hữu thay tôn giả Ananda, không có sự tự tán pháp của mình, không có sự hủy tán pháp người khác, nhưng cả hai sự thuyết pháp với các hành trì Ayatana và rất nhiều vị lãnh đạo tối thắng như vậy đã được thấy ở đây. Còn các tàm mạng ngoại đạo này là những đứa con của những người mẹ không con. Họ tự tán, khen mình, chê người, và họ chỉ có ba vị lãnh đạo tối thắng, tức là Nanda Vachcha, Kisa Sankicca và Makkhali Gosala. Rồi du sĩ sanh đá cá nói với đời chúng của mình: chư tôn giả, hãy đi và sống phạm hạnh dưới Sa môn Gotama. Tuy rằng nay không có dễ gì cho chúng ta từ bỏ quyền lợi, tôn kính và danh tiếng. Như vậy, du sĩ sanh đá cá đã đưa đồ chúng của mình sống phạm hạnh dưới Sa môn Gotama. Dịch giả hòa thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ, con đã đọc xong bài. Chúng con kính cung thỉnh Đức Pháp Tính giảng giải bài kinh vừa đọc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp sanh là cá. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe về bốn cái phi phạm hạnh. Vậy thì bài kinh hôm nay đó cũng tiếp tục, nhưng mà chúng ta sẽ học qua cái giai thoại đầu tiên là bốn cái điều bất an cho cái người tu tập. Thật sự ra đó thì đối với cái đời sống tu tập, chúng ta mà có một cái bậc đạo sư, chúng ta mà có một cái bậc đạo sư mà thật sự là toàn tri, là toàn giác, thì đó là chúng ta có một cái chỗ để mà chúng ta nương tựa, chúng ta yên tâm là chúng ta tu tập. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta không có được một cái bậc đạo sư mà thật sự đó, thì đó phải nói rằng là dọc kinh văn của bạn hôm nay, đó là cái sự bất an. Thì vậy thì ở đây đó, cái điều bất an nhất đó, là quý vị thấy rằng cái vị đạo sư này đó, cái vị giáo chủ này đó, là tuyên bố là mình là toàn tri mà toàn thời gian. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái vị này cái gì cũng biết hết, cái gì cũng biết hết, mà có thể là biết trước luôn. Tuyên bố á, thì tuyên bố như vậy, nhưng mà khi mà hành đạo đó, hoặc là khi mà đi khi mà đi hành đạo đó, thì lại hoàn toàn mà nó ngược lại, giống nó ngược lại là coi như là cái vị đó thật sự ra tuyên bố vậy thôi chứ không có toàn tri gì hết, với cái bằng chứng rằng là chúng ta ở trong cái kinh văn nói rằng là cái vị này đó đi vào cái nơi đó không có nhận được đồ ăn thức thực, rồi do như vậy đó, do vậy rồi đi đến rồi bị thú dữ nó rượt, nó đuổi, vân vân. Thì khi mà hỏi ủa tại sao mà toàn tri, tại sao mà toàn tri mà lại không biết để mà tránh cái điều đó, quý vị thấy thật sự ra đó là một người mà tu tập, chúng ta thấy một người mà tu tập đó, mà mình mà có chánh niệm thôi, hoặc là mình có cái chánh kiến thôi, có thể mình sẽ biết trước được cái chỗ đó mình không đi đến là do đâu quý vị? Do tâm của chúng ta có chánh niệm. Cũng như quý vị thấy rằng trong cái trường hợp mà ở trong Pháp Cú Kinh đó, quý vị thấy không, mấy cái vị đại đạo cũng nó bị la rồi cái ông gia chủ mà Bút Tá đó, ông mới nói được rồi, mấy ngày mà tiên 40 ngày như vậy rồi ha, vậy thì cái thỉnh mấy ngày nhà tăng. Khi mà đi đó, cái vị gia chủ là tại vì mấy ngày tuyên bố, mấy ngày là biết trước được quá khứ, hiện tại, vị lai luôn, thì ở trong nhà tôi đó thì bây giờ đó là toàn là những cái hầm phân với hầm lửa đỏ không. Nếu mấy ngày mà đúng là cái người mà biết trước được quá khứ hiện tại đó, thì mấy ngày bước vô. Mà hãy mấy ngày mà tuyên bố mà không có đúng, mấy ngày không biết, mấy ngày bước vào thì các ngài sẽ lãnh cái hậu quả đó. Đó thì quý vị thấy rằng những cái vị mà ngoại đạo là coi như là đi vào cái nhà của ông gia chủ đó là coi như là bị lọt xuống, bị lọt xuống những cái hầm mà cái vị gia chủ này đã gài bẫy sẵn, gài bẫy sẵn. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng đối với thật sự
ra đó quý vị thấy. Bản thân giáo chủ này đó, còn lo chưa xong nữa, làm sao mà lo cho đệ tử được, làm sao mà lo cho đệ tử được. Thành ra quý vị thấy rằng, nếu mà mình mà em tôn thờ một vậy đó, thì quả thật là cái sự bất an nó sẽ đến với mình rất nhiều. Thà mình không biết, mình nói không, mình không biết, thì lúc đó đó thầy trò cùng nhau tu tập, thầy trò sẽ cùng nhau tìm cái lối mà thoát khỏi cái sanh tử luân hồi này đó. Nếu mà mình bản thân mình bị bất lợi, và đối với cái người đệ tử của mình cũng bị bất lợi nữa. Đó, đó, thành ra khi mà biết được cái vị mà thầy của mình vậy rồi, cái vị giáo chủ của mình vậy rồi, thì học trò nó xấu quý vị, bỏ đi, bỏ người thầy, bỏ cái vị giáo chủ đó mà đi thôi. Đó, rồi cái điều bất an thứ hai là cái vị giáo chủ đó nó luôn luôn tuyên bố cái sự trung thành với cái truyền thống hoặc là cái truyền thừa, nhưng mà thật sự ra nó tuyên bố vậy thôi, không có nắm rõ được những cái giá trị đó, không có nắm rõ được những cái giá trị đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng cái vị học trò đó mới hỏi tại sao mà có lúc thì nói như vậy, có lúc thì nói như thế khác. Thì lúc đó đó cái vị này mới là coi như là mới trả lời một cách là nó giống như là mình chỉ tin theo như vậy thôi, mình tin theo thôi. Thành ra đó có lúc là coi như là nó đúng, có lúc nó không đúng, hoặc là có lúc mình nhớ hoặc là có lúc mình không nhớ. Thành ra đó quý vị thấy rằng đệ tử của những vị này đều bị bất an, bất an đối với cái vị thầy. Thật sự ra thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập đó, cái vị mà lãnh đạo tăng chúng, hoặc là cái vị mà lãnh đạo cái nhóm mà đệ tử của mình đó, là một cái người thật sự rất là quan trọng, rất là quan trọng. Nếu mà mình không có che chở được bằng cái tinh thần, hoặc là mình không có che chở được bằng cái tình thương, mà chỉ bằng cái sự mà phết trương ở bên ngoài, hoặc là khoét lét ở khua môi, khoét mỏ đó, thì cái điều đó thì nó sẽ làm bất an cho những người nào mà mình đi tu tập theo mình. Đó, thành ra đó là cái điều bất an thứ hai. Rồi cái điều bất an đó thì quý vị thấy rằng cái vị giáo chủ đó đó luôn luôn tuyên bố cái chân lý là dựa trên những cái lý luận, nhưng mà những cái lý luận của những cái vị đó đó là coi như là nó không có vững. Mà quý vị biết rằng là ở đây chúng ta phải đặt ra cái câu hỏi, tại sao mà đã tuyên bố mình lý mà cái lập luận đó của mình nó không có vững, quý vị? Là tại sao quý vị? Tại vì thật sự ra đó, những cái vị này không có chứng ngộ, không có chứng ngộ những cái, thành ra đó khi mà thì đó đưa ra những cái lập trường của mình thường thường bị công kích, hoặc là bị giống như là bị lật ngửa lại đó, bị lật ngửa lại đó. Còn quý vị thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta, quý vị thấy rằng chỉ có một là tin Đức Phật, hai là không tin thôi, chứ không thể nào mà đã phá hoặc là lật ngửa được, lật ngửa là úp gì về cái lời dạy của Đức Phật. Quý vị thấy rằng mình coi là ở trong cái giáo lý của mình đọc, bất cứ một cái chi phần, bất cứ một cái nào đó, mà quý vị thấy là hồi xưa tới giờ, hoặc là phải nói rằng thiên đến loài người, từ chư thiên cũng không mà có được Đức Phật hết.
đã phá được những cái lời dạy của Đức Phật đó. Là tại sao? Tại vì Đức Phật ngài do ngài chứng ngộ, ngài chứng ngộ những cái điều này ra, thành ra ngài mới đem ra ngài thuyết giảng cho chư thiên và nhân loại nghe. Đó giống như là mình là một cái người mà mình thí dụ như mình là một cái người mình rành ở trong cái nghề nghiệp đó, cái nghề nghiệp đó, rành ở trong cái cách mà làm ra cái sản phẩm đó, mình giỏi, mình điêu luyện, thì quý vị thấy rằng không có ai mà tìm được một cái khiếm khuyết gì về cái vật, cái đồ mà mình đang làm hết. Đó thì dạ, quý vị còn nghe. Quý vị còn nghe. Dạ, hôm nay nghe âm thanh rõ hơn mấy ngày trước đó, phải quý vị? Phải rõ hơn. Dạ. Cảm ơn quý vị. Đối với những cái vị mà giáo chủ ngoại đạo đó, những cái lập luận hoặc là những cái chủ thuyết gì đó, những cái vị này tuyên bố coi như vậy chứ là không có vững chắc, lập luận không có vững chắc, nhiều khi là còn nhiều khi còn gian dối nữa quý vị, còn có cái sự gian dối ở trong đó nữa. Quý vị thấy không, quý vị nhớ mà cái câu chuyện mà nói về cái ông gia chủ đó đó, mà ông treo cái bát mà bằng trầm hương đó, ông treo lên cây đó, thì quý vị thấy rằng trò của ngoại đạo là coi như là không có thần thông, không có thần thông mà coi như là làm bộ, làm bộ phải làm tuồng, phải làm thầy á, phải nhờ đệ tử thầy trò bạn nhau, thầy á thì sẽ nói là thầy tuyên bố là thầy sẽ dùng thần thông lên lấy cái bát trầm, nhưng mà các con lúc đó các con như là năn nỉ khóc ỉ ôi, nói thầy đừng có gì một cái bát bằng trầm hương này mà phải phô diễn thần thông, phải dùng thần thông của mình. Đó, quý vị thấy rằng thầy trò bàn với nhau như vậy. Đó, quý vị thấy rằng ngay cả những cái lập luận hoặc là những cái tuyên bố gì đó, những vị này cũng không có. Thành ra là coi như là nào ra mà gặp người trí đó, cũng bị người trí bẻ gãy hết, bẻ gãy những cái điều này hết. Đó, đó thì quý vị thấy rằng do như vậy á, mà quý vị thấy đệ tử bất an, bất an, thành ra đệ tử bỏ đi thôi. Những người đó lúc đầu người ta không hiểu thì người ta đến, nhưng mà khi mà người ta hiểu rồi á, thì người ta cũng bỏ đi. Rồi cái bất an thứ tư á, là quý vị thấy rằng là những cái vị giáo chủ này thường ngụy biện, thường ngụy biện, nhưng mà thật sự ra đó, cái ngụy biện này á, nó không có giỏi, ngụy biện này nó không có giỏi, là cũng vì sao quý vị? Ở trong bài kinh này quý vị thấy không, ở trong cái phần kinh văn nói là vì đần độn ngu si, đần độn ngu si có nghĩa là không có trí, thành ra coi như là lúc này là không phải là ngụy biện nữa rồi, mà cái này là nó trường uống, trường uống giống như cái lòi lương, lòi lạch, lòi lương. Quý vị biết rồi, cái lòi lương đó thì nó trơn, nó trợt, nó chui chỗ này, nó chui chỗ kia. Mình không thể nào mà mình bắt được với cái bàn tay của mình. Mình phải tìm đủ cách để mà mình bắt được. Thì những cái ngoại đạo này đó, cái điều bất an thứ tư này đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là giống như là chối cãi. Chối cãi chứ không phải là có cái sự quy biện. Đó, thành ra đây là cái điều bất an thứ tư. Những cái người mà có trí, người ta đã gặp được những cái điều này rồi, người ta đã thấy được cái hội chúng, những cái người mà dẫn đầu cái hội chúng đó mà có những cái điều này, thành ra người ta đã bỏ đi, người ta không có theo nữa. Tại thật sự ra cái người mà có trí, người ta sẽ thấy theo những cái điều này nó vô ích, nó uổng gian, nó tốn thời gian thêm, chứ không thể nào mà nó đem lại cái sự an lạc. Thì sau khi mà tôn giả Ananda
ngài Ananda đó, ngài thuyết lên cho sanh nó cá nghe an nghỉ đó, sanh nó cá Ananda vô lý của ngài Ananda. Thường thường á quý vị thấy á, trong cái điều này ngài Ananda là thị giả của Đức Thế Tôn thôi, mà ngài đã giỏi như vậy, thành ra nó sanh đá cá đó, là biết được cái vị thầy của ngài Ananda là Đức Thế Tôn á, là còn giỏi đến đến chừng nào đi nữa, chúng không thể nào mà so sánh được. Một người đệ tử, một người thị giả mà đã giỏi vậy rồi, thành ra lúc đó đó sanh đá cá đó mới tiếp tục hỏi tôn giả Ananda, hỏi ngài Ananda đó là cái hành trình tập hành trình có cái con giai đoạn thì quý vị rằng đối với cái sự tu tập theo cái lời dạy của Đức Phật, lúc nào mà chúng ta muốn thành tựu được niềm tin hoặc là thành được niết bàn, dù cho là tu đà quần một bậc thánh thấp nhất ở trong bốn bậc thánh thì cũng đều trải qua cái gì quý vị, trải qua tu tập giới định tuệ, đều trải qua những cái giai đoạn đó hết, chứ không phải là giống như đối với một số ngoại giáo khác thì nó có cái cách tu tắc hoặc là có cái tha nhân cái tha nhân sẽ cứu rỗi những chúng sanh đang mà trồi lên sụp dòng tử luân hồi này. Trong đó thì thật sự ra không có cái tha nhân nào hết. Quý vị thấy rằng khi chúng ta tu tập trong cái giáo pháp, chúng ta muốn thành tựu được niềm tin hay là thành tựu được những cái bậc thánh thì đều trải qua cái phần giới định tội hết. Thành ra tiếp đó ở trong ngài Ananda ngài đã thuyết nữa sức này đã giữ văn cái đó thì ngài Ananda ngài mới nói rằng là do như vậy đó mà có những người người ta suy nghĩ ở trong cái đời sống tại gia nó nhiều phiền trược, có nghĩa là nó nhiều phiền não, nghĩ như vậy rồi đó đã từ bỏ gia đình, từ bỏ tài sản để mà đi tu tập đó. Thì quý vị thấy rằng ở chỗ này đối với cái sự xuất gia của chúng ta đó hoặc là đến với cái giáo pháp này đó, thì có rất là nhiều cái trường hợp, nhưng mà ở trong cái thời kỳ này á, thì quý vị ở trong cái thời kỳ của Đức Phật đó, quý vị thấy rằng là đa phần là những người này do họ có duyên thành ra chỉ nghe cũng như là chỉ nghe đâu đó xa thôi Đức Phật giáo pháp hoặc là tăng chúng xuất hiện ở trên thì rất là dễ dàng suy nghĩ sơ một cái thôi cái cuộc sống này nó phiền muộn hoặc là quý vị thấy rằng có những vị thì nhìn thấy tài sản của ông nội mình để lại, của ba mình để lại, của mẹ mình để lại, vân vân. Rồi cái vị đó suy tư đó ông bà mình khi mà ra đi cũng để lại tài sản hết, rồi không lẽ bây giờ mình cũng nắm giữ ở đó, rồi mai mốt mà mình ra đi, mình chết đi cũng để lại tài sản đó. Thì quý vị thấy rằng cái thời đó đó những cái thiện gia nam tử hoặc là những người cư sĩ chỉ cần suy tư một cái thôi là người ta bỏ vào để mà người ta tìm đến Đức Phật hoặc là tăng chúng đệ tử của Đức Phật để mà những cái người này người ta tu tập, những người này tu tập. Thành ra đó quý vị thấy rằng có người vì cái đức tin người ta cũng đến với cái cuộc sống tu tập, có người thì do cái trí tuệ, do có cái trí họ suy nghĩ, họ suy tư cái cuộc đời này sanh, cái cuộc đời này già chết nó sẽ đến với mình,
Đó, thành ra đó, quý vị thấy rằng là khi mà đến với giáo pháp này á, thì có người là do có niềm tin, có người á, là do có cái trí tuệ, là thành ra tìm vào cái giáo pháp này để xuất gia. Thì cái phần nhiều nó là như vậy, cái phần nhiều nó là như vậy. Những cái trường hợp á, mà có khi là bệnh, do bệnh quá cũng đi vào chùa tu tập, hoặc là do đói quá cũng vào chùa tu tập, vân vân. Thì ở đây á, là ở trong cái điều đó, đó thì chúng ta thấy rằng là mình nói lên nhiều cái hướng, nhiều cái hạng người xuất gia đến cái giáo pháp này. Nhưng mà chúng tôi muốn nói về cái thờ mà hưng thạnh, hoặc là những cái phần đông những người mà xuất gia ở trong cái giáo pháp của Đức Phật Gautama, thì coi như là do niềm tin và trí tuệ xuất gia là lúc đó là rất là nhiều, lúc đó là rất là nhiều. Vậy thì khi mà có niềm tin hoặc là do trí tuệ thúc đẩy để bước vào cái đời sống xuất gia này rồi đó, thì quý vị thấy rằng là muốn đạt đến đạo quả niết bàn thì cái vị đó phải như thế nào quý vị? Trước tiên là cái vị này phải hành trì các học giới. Hành trì các học giới có nghĩa là đối với những cái giới cấm, sát sanh, trộm cắp, tà dâm hoặc nói dối vân vân, uống chất sai hoặc là múa đờn ca múa hát vân vân, thì đều phải gìn giữ cái giới đó hết. Rồi chẳng những như vậy đó mà quý vị thấy rằng là những cái vị này là còn phải có chẳng những là không nói dối, nhưng mà thay vào đó phải có những cái lời nói dịu ngọt, hoặc là có những cái lời nói mà làm cho người ta nghe, người ta thông cảm, có cái sự mà cảm thông. Thì nếu mà nói về cái điều này có những người ta nói rằng ai không biết. Nhưng mà thật sự ra đó, ở đây chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh, ở trong ngày nay đó, cái đời sống tu tập của chúng ta đó, có nhiều khi đó, quý vị thấy rằng chúng ta nói như vậy nhưng mà thật tâm ra nó không có. Nhiều khi mình cũng dạ thưa đồ, hoặc là nhiều khi mình nói ở bên ngoài là mình nghe văn cú nó tốt, nó đẹp, nó đầy đủ, nhưng mà thật sự ra trong tâm mình không có. Đó, thành ra những cái người mà như vậy đó, tập cái tâm, quý vị thấy rằng ở trong cái bài kinh này đó mới nói rằng là ngoài cái chuyện mà mình từ bỏ cái lời nói độc ác á, tránh xa lời nói độc ác á, thì chúng ta phải thay vào đó những cái lời nói dịu, nghe nó êm tai, nó thông cảm của cái người nghe, nó đẹp lòng nhiều người. Đó thì quý vị thấy rằng ở trong cái bài kinh này Đức Phật dạy rất là kỹ, dạy rất là kỹ quý vị. Những cái lời nói mà phù phiếm không đúng thờ đó thì mình phải thay vào đó cái lời nói chân. Quý vị thấy rằng đối với cái khẩu nghiệp thì quý vị thấy rằng nó diễn ra, có nghĩa là đa phần hỗ trì tu hỗ đó chặn phiền não nó xấu được, tỉnh thiền chuyển được đó. Vậy thì ở trong cái giai thoại này đó thì Ngài Ananda ngày thuyết cho sanh đá cá nghe về cái sự mà giữ giới. Khi mà giữ giới rồi đó, giữ giới rồi đó, thì coi như là phải thu thúc lục căn nữa, thu thúc lục căn nữa. Vì những cái pháp này đó, chúng ta học á thì chúng ta nghe, chúng ta thấy nó thường, nhưng mà thử mà mình gìn giữ đó, mình cũng được cái sự an lạc, mình cũng được cái sự an vui đó. Bây giờ quý vị thấy rằng mình cũng không có lấy mắt mà soi mối cái người này người kia, hoặc là cũng không có lấy lỗ tai, hoặc là cũng không có lấy miệng để mà soi mối cái chuyện gì hết. Đó, mình luôn luôn có cái sự hộ trì ý căn,
luôn luôn có sự hộ trì con mắt, luôn luôn có cái sự hộ trì lỗ tai. Ở đây đó thì nói về lục căn, nhưng mà chúng tôi muốn nói rõ ra, nói rõ ra để cho mọi người hiểu. Mình luôn luôn hộ trì ý căn, luôn luôn hộ trì con mắt mình, luôn luôn hộ trì lỗ tai mình, luôn luôn hộ trì lỗ mũi mình, luôn luôn hộ trì cái lưỡi của mình, cái thân của mình, hoặc là luôn luôn phòng hộ cái khẩu nghiệp của mình, hoặc là thân nghiệp của mình. Đó, thì khi mà chúng ta có giới rồi đó, thì chúng ta phải tiếp tục là hộ trì các căn của mình, chứ không phải là mình phát hiện là mình sáng hôm nay là mình mà truyền thì coi như là nó cũng không có đi đến cái sự thành tựu, không có đi đến cái sự thành tựu. Quý vị, chúng ta truyền não nó không khéo là chúng ta vi phạm vào những cái giới mà chúng ta đã thọ trì rồi. Đó, thì một cái vị mà tu tập ngoài cái chuyện mà mình thọ trì những cái học giới xong rồi, mình cũng phải có cái sự mà thu thúc lục căn. Ngay cả quý vị thấy rằng đối với khi mà đi tới đi lui vân vân, hoặc là khi nhìn tới trước, hoặc là nhìn qua hai bên vân vân, chúng ta đều phải có cái sự tỉnh giác. Còn đối với các vị tỳ khu, những cái vị tu sĩ thì ngài chỉ thêm, ngài dạy thêm là coi như là khi mang y, hoặc là bình bát, hoặc là đắp thượng y, hoặc ăn uống nhiều, phải có cái sự tỉnh giác. Ngay cả cái chuyện đại tiện tiểu tiện cũng phải tỉnh giác nữa, quý vị. Đó, thành ra nó nhờ như vậy đó mới làm cái nền tảng, để chi, để thành tựu được thiền định. Thành tựu được thiền định thì do lấy giới, giới làm căn bản, rồi hộ trì các căn có chánh niệm tỉnh giác. Thành ra cái vị đó sẽ đi đến những cái nơi bãi tha ma, nói chung là tu những cái đề mục mà quán thân bất tịnh rồi đó, hoặc là tùy theo cái đề mục mình tu tập. Thì lúc đó mình tu tập những cái đề mục này để chi? Ngài Ananda, ngài mới thuyết cho Sanh Đắc Cá nghe là coi như là sau khi ăn xong khất thực trở về, vị ấy kiết già lưng thẳng vân vân, đặt niệm trước mặt vân vân. Đó, thì có từ bỏ sân hận, sống với tâm không sân vân vân. Thì ở đây á, là để chi quý vị tu tập để như vậy, để chi? Để gột rửa tâm. Mà chúng ta nên nhớ là khi mà gột rửa tâm á, là có nghĩa là làm gì? Có nghĩa là làm cho tâm của mình từ bỏ hôn trầm thị miên, từ bỏ tham dục cái nè, sân độc cái nè, hoái nè, hoài nghi cái nè, trạo hối cái nè. Đó, chúng ta luôn luôn chúng ta nhớ khi mà ở trong mà kinh gột rửa tâm vị ấy sau khi mà độ ngọ xong ăn xong rồi đó, đi khất thực trở về ăn xong rồi đi kinh hành xua đuổi cơn buồn ngủ rồi, với tư thế kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt, vị ấy gột rửa tâm mình, gột rửa tâm mình. Thì chúng ta nên nhớ rằng là gột rửa tâm mình là như thế nào. Có nghĩa là cái vị này sẽ làm cho lắng động những cái truyền cái, những cái truyền cái này được lắng im, được lắng dịu. Thì nhờ như vậy đó thì cái vị này mới từ bỏ được năm cái truyền cái, những cái pháp mà làm cho cấu quế, làm cho nó dơ quế cái tâm của mình. Thì nhờ cái sự tu tập như vậy đó thì vị này mới chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là ngũ thiền, thiền hối theo tạng vi diệu pháp. Đó, thì cái sự tu tập như vậy mà có được giới, có được định rồi đó, thì mới dẫn đến cái sự giải thoát. Giải thoát ở đây thì ở trong cái giai thoại này là đề cập đến cái vị này sẽ tu tập để mà đắc được túc mạng minh, nhớ được những cái đời sống, những cái đời sống trước đây. Rồi khi đó cái vị này mới phát triển để mà tu tập chứng đắc được thiên nhãn minh, rồi kế đó là lậu tận minh. Là có nghĩa là bây giờ là quý vị thấy rằng đã thành tựu được giới định tuệ rồi. Đó,
Thì kế tiếp thì du sĩ Sanaka này đó mới hỏi thêm, hỏi thêm cái bậc thánh mà viên mãn giải thoát trong cái giáo lý của Đức Phật là như thế nào. Thì quý vị thấy rằng Ngài Ananda Ngài cũng thuyết tiếp theo, Ngài là bậc, quý vị, Ngài Ananda là bậc thủ kho chánh pháp mà. Chúng tôi coi ở trong những cái bài kinh khác, Ngài nói Ngài Ananda là lúc đó đó nha, Ngài thánh quần thôi, mà Ngài cũng là bậc mà gọi là tứ, bậc tu đà quần, tu đà quần mà tứ tuệ phân tích, quý vị. Thành ra quý vị thấy không, du sĩ Sanaka muốn hỏi là Ngài thiết, hỏi tới đâu là Ngài thuyết tới đó. Ngài đó, thành ra những cái điều này Ngài biết được hết. Đó thì tôn giả Sanaka mới hỏi thêm một cái bậc thánh viên mãn giải thoát ở trong trong cái giáo lý nhà Phật đó, là như thế nào. Thì Ngài Ananda đã thuyết cho Sanaka nghe về cái giải thoát. Đã đoạn trừ những cái kiết sử, những cái làm nó mới nói là cái mình muốn biết được cái bậc thánh, thì cái bậc thánh coi như là không có phạm vào những cái điều sát sanh hoặc là trộm cắp, tà dâm, không có mà những cái điều đó, đoạn trừ thôi, phiền não đã đoạn trừ những cái chúng sanh còn phàm uống rượu vân vân. Là tại sao mà như vậy quý vị? Tại vì phiền não chưa có đoạn tận, phiền não chưa đoạn tận. Đó cũng như là mình thấy rằng á, mình nói rằng là tại sao mà cái vị đó mà nói lời độc ác, thì tại vì cái vị đó còn sân, còn sân. Thì chúng ta hỏi ngược lại, tại sao mà bậc Anaham á không còn nói lời độc ác? Tại vì bậc Anaham á đã đoạn trừ được sân rồi. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng đối với bậc thánh, nhận biết được bậc thánh ở trong cái trường hợp mà nói cho những cái người mà du sĩ mà người ta chưa có chứng đắc gì được, thì phải biết được là những cái điều căn bản này, chứ không thể nào mà mình nói về cái trí tuệ hoặc là cái gì nó cao hơn. Đó, rồi kế tiếp đó, quý vị thấy rằng Sanaka đó là coi như là cũng chịu hỏi quý vị, cũng chịu hỏi. Rồi Sanaka nó mới hỏi rằng là coi như là những cái bậc mà đã đoạn tận được lậu hoặc rồi đó, đã đoạn tận được lậu hoặc rồi đó, thì những cái vị đó đó là coi như là biết mình đã đoạn tận lậu hoặc không. À, thì quý vị thấy rằng Ngài Ananda, tôn giả Ananda đó, Ngài cũng thuyết cho nghe nữa. Đó, Ngài đưa ra cái ví dụ, Ngài đưa ra cái ví dụ đối với một người á, một người mà đã bị cục tay cục chân, bị cục tay cục chân, thì cái người đó biết mình cục tay cục chân không? Biết quý vị, biết chứ. Thì đối với những cái bậc thánh, cái tri kiến mà đoạn tận, thì những cái bậc này biết hết, biết mình đoạn tận được tới đâu hết, mình đoạn tận được tới đâu hết đó. Đó, thành ra đó Ngài Ananda Ngài đã đưa ra cái ví dụ đó nghe cho du sĩ Sanaka nghe. Thì lúc bấy giờ đó, sau khi mà nghe hết những cái lời thuyết giảng của Ngài Ananda đó, cuối cùng Ngài du sĩ Sanaka đó mới hỏi là ở trong đây có bao nhiêu vị như vậy. Thì Ngài Ananda Ngài nói nhiều lắm, nhiều lắm, coi như là không phải chỉ có 100, 200 vân vân, có nghĩa là nhiều lắm, nhiều cái vị mà tối thắng ở trong cái pháp và lực này. Đó, thì cuối cùng quý vị thấy rằng Sanaka một lần nữa tán thán tôn giả Ananda và kêu đồ chúng của mình, nói với đồ chúng của mình là coi như là đi qua cái giáo pháp của Sa môn Gotama để mà tu tập, thì qua cái bài kinh này đó, thì chúng ta thấy rằng là thật ra đó, mình đọc cái bài kinh này, mình nghe thường thường mình nghe là du sĩ
ngoại đạo á, là mình nghe mình thấy rằng giống như là khó mà tế độ những cái du sĩ này. Nhưng mà ở trong cái bài kinh này đó thì quý vị thấy rằng thật sự ra là du sĩ Sandaka này á, cũng là một cái người dễ dạy, quý vị, cũng là một cái người dễ dạy ngay từ đầu, từ đầu bài kinh. Thì quý vị thấy rằng đang ngồi bàn tán đủ chuyện hết với học trò của mình, với đệ tử của mình. Nhưng mà thấy ngài Ananda đi lại là kêu im nhỏ bớt nha, nhỏ bớt nha, đệ tử của Sa môn Gotama đi đến rồi. Mình phải có cái sự tôn trọng, có cái sự tôn trọng quý vị. Đó, thành ra đó mình nhìn ở trong cái thọt đầu thôi, mình cũng đã thấy du sĩ Sandaka này cũng là một cái người mà biết nhận thức, một cái người mà cũng có trí nhận thức. Đó, thành ra đó mới đưa ra những cái sự thỉnh cầu ngài Ananda thuyết giảng cho nghe, thuyết giảng hết phần này rồi đầu thuyết giảng đến cái phần kia, để mà cuối cùng là du sĩ Sandaka đã làm cái điều lợi ích cho đồ chúng của mình, cho đồ chúng của mình là cho đồ chúng của mình qua tu tập bên cái giáo pháp của Sa môn Gotama hết. Đó, quý vị thấy rằng cái chỗ này cũng nói lên là cái người mà không có nắm giữ. Chứ thường thường quý vị thấy rằng đối với những cái vị mà ngoại giáo đó, giáo chủ ngoại đạo đó, là thường là ưa có tài sản cũng nắm giữ, mà quyền chức cũng nắm giữ, mà đồ chúng cũng nắm giữ, địa vị cũng nắm giữ, cái gì cũng nắm giữ đó. Nhưng mà ngược lại đó, thì ở trong cái bài kinh này thì chúng tôi thấy rằng đối với du sĩ Sandaka không có cái sự nắm, mà còn giáo pháp của ba cái bài này đó, thì chúng ta thấy rằng có biết đúng cái gì nó gì có thì mình theo cái điều nữa là mình thấy đối với tung đã biết là quần hoàn đất thì mới nhìn bằng từng tự ngày thiết giảng để nghe chuyển những người này từ cái tâm tà kiến mà trở thành có cái sự mà theo chánh kiến và tu tập theo chánh kiến. Đó là cái sự mà hoằng pháp của tôn giả Ananda. Vậy thì kính thưa quý vị, bài pháp ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày đến đây cũng vừa với thời gian, và xin được dứt lời. Với phần phước này chúng con xin thành tâm dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, và xin chia phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tánh hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhạc cả thải. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sa thú kính trình đại chúng tính, bạch thượng tọa thời siêu thượng tọa có ở trước máy không? Nếu mà thượng tọa thời siêu đang có mặt ở trước máy, xin kính thưa thượng tọa quan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa thời siêu, thượng tọa có trước máy không? Có lẽ thượng tọa không có trước máy. Thượng tọa Tây Nguyên ấy, thượng tọa Tây Nguyên có mặt ở trước máy không? Thưa Thầy Thế Quyền, khi mà tôn giả Ananda ngài trình bày về giáo pháp của Đức Phật, ngài trình bày một cách chi tiết như là 37 pháp trợ đạo hay là 8 giải thoát v.v. thì ngài trình bày một cách có phương pháp hơn là chỉ ca tụng cái đạo tốt đẹp mà thôi.
Thì nếu mà nói về Phật Pháp ấy, thì chúng ta phải nói rằng từ ngàn xưa ở trong kinh điển nhấn mạnh nhiều đến những phương pháp. Và thường tòa tôi mình nghĩ rằng hễ cái gì mà nói đến phương pháp ấy, thì phải chăng là nó phải mang cái tính ứng dụng thì mới gọi là phương pháp. Nhưng mà nếu mà một điều gì tốt đẹp mà mình không áp dụng được thì đâu phải gọi là phương pháp, có đúng không? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng tọa Tư Nguyên. Nam mô Bụt Thầy và Nam mô Tham Mai và Nam mô Sang Khai và dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn vị chúng con có đề đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Từ Sư Thượng Đại Giác Đẳng từ tâm anh hành đến Đức Pháp Tính đến Đức Trư Đi Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và quả thật như vậy, nếu như mà một cái lời dạy hay là một cái chủ thuyết hay là một cái điều gì đó mà nếu như chúng ta đưa ra mà nó không có một giá trị thực hành thì nó không phải là một pháp môn, nó không phải là một cái điều tốt đẹp nữa. Và chúng ta thấy những gì mà Đức Phật Ngài nói ra, Ngài luôn luôn chỉ dạy những người đệ tử thực hành trên những cái lời dạy của chính Ngài, hơn là phải làm những gì đó mà để ca tụng, để tán thán những cái lời dạy đó mà như chân như thật. Phải tự mình hành trình, tự mình đi trên con đường đó thì nó có một cái tính khai dục, nó có cái tính tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay cũng vậy. Nếu như chúng ta trình bày cái lời dạy của Phật ấy, mà chúng ta trình bày nó là một phương pháp hành trì, phương pháp đưa đến cho người ta dễ thực hành, đưa đến cho người ta dễ tu, thì nó có cái tính khải dụng vô cùng lớn. Bởi vì Đức Phật ra đời nói những chuyện gì đó nó xung quanh chúng ta, đây là cái điểm nét son của Phật giáo nguyên thủy, giữ gìn cái uy nguyên của giáo lý, nói ra những gì xung quanh chúng ta gần kề nhất, như thế chúng ta thực hiện thì nó là rất là thâm thúy và rất là sâu sắc, không phải như những cái lý, không phải như những cái lý của các tôn giáo, ngay cả tôn giáo Phật người ta nhân danh Phật, như chúng ta thấy các bộ kinh. Các bộ kinh chúng ta gọi là chỗ đại thừa lớn lao. Chứ sự thật là các bộ kinh đó nói lên những cái suy tư, nói lên những sự suy nghĩ của các vị, của các vị tổ ngày xưa. Chết có nói đến cái lý tính một cách thật sự để đưa vào ta ứng dụng, đưa vào người ta thực hành, mà nó có cái sự an lạc ngay trong hiện tại này. Và chúng ta nhớ cái giáo lý của Phật á, là để thực hành, chứ không phải đến để mà cẩn vấn, đến để mà dùng những cái lời lẽ để mà bị bán hay là chê trách nhân. Cho nên Ngài A-nan trình bày một cách xuyên suốt cho Sanaka là như vậy đó. Đây là lời dạy của Đức Phật. Đây tức là những pháp môn đưa đến sự độ khổ diệt khổ. Đây là tánh đạo tám ngàn, vân vân. Đây là bát giải thoát. Mà nếu như ai thực hành theo, đi theo con đường này, sẽ chấm dứt khổ đau sinh tử, vân vân. Thì bằng cái sự chỉ dạy, nó mà tính trực khởi, đi thẳng vào, để người nghe, người cầu học, người cần học, người cần tu, người ta có thể ứng dụng được. Chứ có nhiều người nghe hay quá, nghe hay là nghe cái tiếng hay, âm thanh hay, và một phần dẫn giải hay, một phần của vị đó nói nghe nó hợp lý ở những chi điều pháp nào đó, nhưng sự thật ra người đó chỉ nghe bằng cái lỗ tai hay một ít tâm thức cảm thấy quan thị,
rồi nó đi luôn, không có chuyện gì hết. Nó khác hơn là nói đến những cái lời dạy của Đức Phật, nói đến cái tinh thần của giáo lý, nó mang tính thực tiễn trực tiếp và không đi vẩn quanh, đi lòng vòng, mà trực chỉ để chúng ta tu tập. Không bao giờ lời dạy của Phật là một bí truyền, mà lời dạy Đức Phật là bá truyền. Cho nên những gì mà chúng ta nhớ một điều đó, đừng bao giờ mà chúng ta tin rằng giáo lý nhà Phật nó có những cái điều mật khải, nó có những cái điều bí truyền, mà phải có những chân sư, phải có những người cao cả, có cái mệnh đồ lớn lao, thì người ta mới nắm và giữ gìn những cái mật khải đó, những cái bí truyền đó. Không có. Trong 84.000 pháp môn, bàn tay mở rộng không bao giờ cất giữ lại, hay hoặc là giao cho những người nào là giữ, người nào không được phép giữ. Mà cánh cửa của giáo pháp mở muôn thở muôn thời gian, chúng ta nhớ như vậy. Cho nên vì vậy Đức Phật Ngài nói rất nhiều, chứng minh bởi rất là nhiều điều này điều đó, nhưng cuối cùng thì Ngài đều đưa về một phương pháp hành trì, và nó có đầy đủ với văn nghĩa cụ túc. Thì như Ngài A Nan thì chúng ta biết là một vị đa văn, là một người thị giả, thì bao nhiêu là phương pháp, bao nhiêu là những cái lời mà được nghe, được học từ chính Đức Thế Tôn. Thì kính thưa quý vị, thì những gì đó mà Ngài giảng thuyết cho đại chúng hay là cho sanh ra cá này nghe, thì nó là một điều hết sức nhẹ nhàng, hết sức là dễ dàng, và cũng đưa đến cho người nghe đó, nó có cái tính đúng vậy, khả tính ứng dụng, nó có phương pháp, nó có phương pháp một cách bài bản, một cách rõ ràng, và từ chỗ đó những người thực hành họ dễ dàng nắm bắt, họ dễ dàng tu tập, họ dễ dàng thành tựu. Vì chúng ta nhớ đó, văn nghĩa cụ túc, đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối, nghĩa lý từ một cách đầy đủ, thì làm sao mà không mở ra, giải thoát ra một cách rộng rãi cho tâm hồn của những chúng sinh. Thì đây chính là một nét son, một điểm sáng. Cũng như chúng ta thấy nhé, đọc một thuyết một bài kinh, có những cái lý pháp là Đức Phật Ngài luôn luôn ví dụ những gì mà xung quanh mắt thấy tai nghe, mỗi người lưỡi nếm thân xúc chạm này, để cho chúng ta dễ nhận ra. Quá như Đức Phật Ngài là một vị điều ngự rất là tuyệt vời, hiểu biết được căn cơ, hiểu biết được cái cơ tánh, cái thích nghi, và cái mà chúng sinh đó quen cái gì. Ngài ví dụ cái nghề nghiệp đó, cái hành động đó, để cho họ dựa trên cái nghề nghiệp, hay dựa trên cái sự suy nghĩ, dựa trên cái thói quen của chính họ, họ có thể ứng dụng, đúng như ứng dụng cái lời dạy của Ngài vào cuộc sống thực tiễn. Và từ chỗ đó nó là một phương pháp hành trì và khả tính để ứng dụng được. Giờ thì kính bạch thượng tọa, trên tinh thần con có vài điều trình bày như vậy, xin một câu thổ luận này, nếu có điều kiện thì cần một phút được kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thưa thứ trưởng, thưa tọa thưa quyền, bạch thưa tọa thưa siêu, thưa tọa có ở trước máy và thưa tọa có nghe được không? Nếu thưa tọa thưa siêu nghe được, xin thỉnh thưa tọa thưa siêu hoan hỷ
trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thượng sư, thượng tọa có ở trước máy và nghe được không? Đại đức Pháp Tính ơi, Đại đức Pháp Tính có ở trước máy và Đại đức Tính có nghe được không? Dạ. Đại đức Tính, Tôn Giáo Nara có đề cập đến bốn điều bất an của người học trò ở vị đạo sư. Ở trong đó có những điều như là một vị thầy tuyên bố rằng mình là người nắm được sự truyền thừa của chánh pháp nhưng mà lại không hiểu, không hiểu rõ cái tinh hoa hay là giá trị của truyền thống. Và cũng có một điều khác là một vị thầy đưa ra một cái quan điểm nhưng mà không đủ cái cơ sở lý luận. Thì nếu gọi là chánh pháp mà chánh pháp dựa trên cơ sở lý luận, tức là nói nghe hợp lý, và chánh pháp dựa trên truyền thống là điều đó là điều đã được truyền thừa từ nhiều thế hệ đó, thì cái chánh pháp theo truyền thống và cái chánh pháp theo lý luận đó, hai cái đó nó có giống nhau không hay là nó khác nhau? Và cái giá trị của chánh pháp mà theo truyền thống như thế nào? Xin cái tỉnh đã được lĩnh hoàng hiển nó rõ về điểm này. Nam Mô A Di Đà. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Từ Quyên cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Ở trong câu thảo luận số 2 này nói về cái giá trị chánh pháp mà dựa trên lý luận khác biệt như thế nào với giá trị truyền thống. Thật sự ra đó, chúng ta thấy rằng đối với cái chánh pháp mà dựa trên lý luận hoặc là dựa trên cái truyền thống, nó đều có một cái sự khác biệt xa, đối với những cái lý luận mà nó thuộc về truyền thống của ở ngoài Phật giáo, có nghĩa là như thế nào quý vị? Như hồi nãy chúng tôi cũng nói, đối với những cái truyền thống của bậc thánh hoặc là những cái điều mà gọi là chánh pháp thì đều được do bậc đạo sư chứng ngộ, phải có cái vị đó, một cái bậc đạo sư chứng ngộ rồi xong rồi cái giáo pháp đó, cái giáo pháp đó được tuyên thuyết ra, thành ra đó chúng ta gọi là cái truyền thống của bậc thánh, cái truyền thống đó. Còn đối với ở ngoại giáo đó thì người ta cũng nói người ta có cái truyền thống đó, có cái truyền thống, nhưng mà thật sự ra đó cái truyền thống đó nó là do cái lý luận thôi, do cái lý luận thôi chứ không phải là đạt đến. Thí dụ như nghe nói rằng bậc chánh đẳng chánh giác của chúng ta đó là coi như là biết được quá khứ hiện tại vị lai hoặc là toàn tri toàn giác, rồi người ta cũng xưng người ta cũng lý luận tôi cũng toàn tri toàn giác vậy, tôi cũng biết được quá khứ hiện tại vị lai đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng những cái người đó, những cái giáo chủ ngoại đạo đó, chỉ nói với những cái người mà không có trí thôi, những người không có trí thôi, người ta mới tin theo. Còn nếu mà nói với có trí thì đều bị cái người có trí, người ta sẽ bẻ gãy hết những cái lý luận đó. Còn đối với cái giáo pháp hoặc là cái chánh pháp truyền thống của bậc thánh thì coi như là không có ai mà bẻ gãy được hết. Đó, quý vị thấy rằng cũng như có lần ngoại đạo cũng đi đến nói giáo Đức Phật Gotama dạy gì, tôn giả Gotama dạy gì, dạy về những cái vị ngọt, hoặc là
những cái sự mà ly dục vân vân, thì tôi cũng dạy về những cái vị ngọt, những cái sự ly dục đó. Nhưng mà khi mà hỏi ra đó, cái gì là vị ngọt, thì những cái giáo chủ ngoại đạo không biết. Thành ra lúc đó Đức Phật ngài mới giảng cho đệ tử của ngài nghe. Cái vị ngọt nó là như vậy. Đối với khi mà mắt thấy sắc tai nghe tiếng vân vân, nó đều có những cái vị ngọt ở trong đó hết. Nhưng mà cái vị ngọt đó nó có cái sự nguy hiểm, nó có cái sự nguy hiểm. Những cái vị ngọt, cái sự nguy hiểm đó nó sẽ làm cho mình sẽ tạo ra những cái tội lỗi, những cái tội lỗi. Thành ra mình phải biết được cái sự nguy hiểm đó, nên mình mới xuất ly được cái sự nguy hiểm đó. Thì chúng tôi muốn nói gọn cái ngay cái chỗ này đó, để cho chúng ta biết được là coi như là khi mà cái chánh pháp hoặc là cái truyền thống của Bậc Thánh là do các ngài đã chứng ngộ, giống như là có cái sự xác nhận rồi. Thành ra nó khác với những cái lý luận suông ở bên ngoài. Nó cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái bài kinh này đó, nói rằng toàn tri toàn thời gian, giáo chủ ngoại đạo biết được toàn tri toàn thời gian. Nhưng mà đi đến đó rồi vô cái chỗ đó rồi bị thú dữ nó rượt, nó dí, nó cắn, thì hỏi mình nói là mình toàn tri toàn thời gian, mình cũng nhiều cái gì mình cũng biết hết. Cái gì mình cũng biết được hết ở trên cái đời này hết đó. Mà cuối cùng cái chỗ đó là có thú dữ mà mình không biết, thú dữ mình không biết đó, mà mình đi vô đó để mà nó rượt, nó đuổi mình, vậy mà mình xưng mình là toàn tri toàn thời gian đó. Thành ra cái chỗ này thì quý vị thấy rằng là đối với cái giá trị chánh pháp theo cái truyền thống của Bậc Thánh mà chúng ta đang học thì là không phải là một cái lý suông, mà do các ngài đã chứng ngộ, thành ra các ngài đã tiên thiết ra, và các bậc đệ tử đang đi ở trên cái con đường đó, đang đi ở trên cái con đường đó, tu tập theo cái con đường đó. Còn đối với những cái giáo chủ ngoại đạo đó, thì cũng có những cái truyền thống, nhưng mà cái truyền thống đó dựa ở trên cái lý luận suông thôi, chứ không phải là thật sự chứng ngộ. Thật ra đây là cái điều khác biệt với giá trị của chánh pháp. Đây là những ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 2 này. Bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại. Sao thuộc cái chân để được tính thượng tọa Tây Quyền ấy, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tây Quyền nghe được xin thượng tọa khoan hỷ. Trở lại với câu thảo luận số 3. Một lần nữa xin hỏi Thượng tọa Tây Nguyên. Dạ. Thượng tọa Tây Nguyên, ở đây tôn giả Ananda đặc biệt ngài có đề cập đến giải thoát. Dạ. Giải thoát là một ở trong những cái cứu cánh của phạm hạnh, tu tập để chặt đứt các sự dễ trói buộc của kiết sử, và chặt đứt gì kiết sử là được giải thoát. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ví dụ như là một người trước kia thì bị ràng buộc nhiều với danh lợi, bây giờ không còn bị chi phối với danh lợi nữa, thì có tạm gọi là hưởng được cái hương vị giải thoát không? Hay là một người vốn trĩu nặng trong tâm những cái hận thù oán ghét, bây giờ rũ bỏ được thì có gọi là sự giải thoát hay không? Hay là sự giải thoát phải là cứu cánh tối hậu? Xin kính thỉnh sư tổ tự nguyện. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sam Thầy. Dạ, chúng con kính lễ đến chư tăng, chào đến toàn thể chư tu nữ của chư Phật tử. Dạ, kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng là trong Phật pháp á, cái sự giải thoát á, nó phải cứu cánh. Khi chúng ta buông bỏ một cái gì đó, hay khi chúng ta dọn dẹp được những cái gì nó khắc khoải đau thương trong lòng, thì đó cũng là một sự giải thoát, nó mang tính tạm thời. Trong điều kiện bây giờ mình bứt bỏ cái người đó, bây giờ mình với người ta mình làm hòa với nhau, không còn cái sự bứt bỏ khó chịu, thì sẽ nghĩ là chúng ta nói giải thoát mang tính tạm thời, thì mà chúng ta cũng cần phải
không, chúng ta cũng cần phải nói rõ chỗ này, là cái giải thoát đó nó có thể tiếp tục xảy ra nếu như có những chuyện gì đó gặp nhau, có thể tiếp tục gây nên cái sự hiểu lầm nữa. Đây là một việc. Hoặc là chúng ta có thể bị những chuyện tương tự nó gây tới cho chúng ta phải đau khổ nhiều. Còn cái sự giải thoát nó mang tính hoàn toàn, nó thoát ly mọi cái triền phuộc, thì cái giải thoát nó trong tự tâm. Thì dù cho nó có bất cứ cái gì nó xảy ra, tâm của mình cũng vẫn tự tại, cũng vẫn không bị chao động với những gì của cuộc đời, với những gì mà trải nghịch lòng hay vừa lòng, không vừa lòng thì ấy không có bị chao động. Còn đây, nếu như có hỏi rằng sự giải thoát trong Phật pháp nó về cứu cánh của sự tu tập hay là bao gồm sự khinh an trong đời sống từ bỏ thế tục, phải nói rằng cái sự giải thoát đó, trong Phật pháp đó, thì nói đến cái cứu cánh. Xuyên qua cái cứu cánh giải thoát đó, mà trên cái sự tu tập bình thường hàng ngày đó, thì chúng ta được giải thoát hay chúng ta được rất là tự tại trong nhiều điều cái tình huống mà đời sống của thế tục và đời sống, nếu chúng ta không có tu tập thì chúng ta khó vượt qua được. Đó là những cái sự phải xa người thương, ghét cái người gần mà chúng ta, cái người ghét mà chúng ta phải ở gần, người thương chúng ta phải ở xa, thương phải xa, ghét phải gần, vân vân, tất cả những tình huống đó. Thì kính thưa quý vị, nếu chúng ta có sự tu tập thì nó được giải thoát, cũng được vượt qua được. Cho nên nếu có được về cái sự giải thoát thôi thì nó bao gồm tất cả. Chính cái sự khinh an, đúng vậy, cái sự khinh an của thân và tâm này nó được hình thành và nó được khởi lên thì do chúng ta không có bị vướng, mà chúng ta nhớ không bị vướng lụy thế tục hay là hệ lụy của thế tục. Bởi vì cơ lê thế tục thì chúng ta phải bị cái chuyện gia đình, vợ chồng, con cái, sự nghiệp, có như nghề nghiệp, buôn bán, vân vân, tất cả mọi thứ nó đều là một cái liên tục mà nó sản sinh ra. Nhưng còn nếu chúng ta an trú và chúng ta tu tập được cái giá trị của Phật pháp thì chúng ta sẽ bỏ bớt, chúng ta sẽ không bị dính mắc nhiều, chính không bị dính mắc nhiều. Và chúng ta, một là chúng ta từ bỏ, hai chúng ta có thể nói là tránh né được, có thể nói là vượt qua được những cái khổ sầu, khổ nạn mà hệ lụy thế tục nó mang tới cho mình do chính cái sự tu quả thật đúng như vậy. Cho nên khi mà, bởi vì nếu mà tu mà chúng ta được giải thoát rồi đó, thì mọi trạng thái trong cuộc đời này gì nó buộc trói thuộc về tâm, chúng ta được mở tất cả, được mở cổ ra, mở trói tất cả, nó không làm phiền lụy với tất cả cho chúng ta. Ở trong đó chúng ta có sự tự tại, bởi vì mọi việc gì cần thiết chúng ta đã làm, việc nên làm đã làm, đã như vậy, gánh nặng đã được đặt xuống, gánh nặng của thân ngũ uẩn, gánh nặng của khổ đau, gánh nặng của sinh tử, việc nên làm đây, tức là cần những pháp cần có chúng ta đã có, những pháp cần bỏ chúng ta đã bỏ, những pháp không cầm nắm chúng ta không cầm nắm, thì đó chính là một cái sự giải thoát. Và trong Phật giáo mà cứu cánh sự tu tập đó, nó bao gồm là như vậy. Cho nên khi chúng ta nhớ, cũng như bây giờ, tuy nhiên chúng ta làm phước đó, chúng ta nguyện một cái phước do công đức này, nguyện cho đời sau do cái sự dứt bỏ này, làm nhân làm duyên để chúng ta sẽ chấm dứt cái sự ái luyến của ngũ dục, của sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, hay là của thế sự, của danh lợi. Thì nếu như chúng ta chưa có thành tựu được an lạc giải thoát thì quả thật cái quả của phước Phật, phước đức, phước trí chúng ta vẫn có, chúng ta thấy chẳng, chúng ta ví dụ như vậy đó. Cho nên vì vậy khi chúng ta ước nguyện công đức của mình, ý đăng
Cô Tâm Mê Vui Nhan A Sa Quắc Khay Gia Văn Ngô Tú công đức này, hãy là nhân hay là hãy làm duyên để chúng ta đoạn lậu, chấm dứt sanh tử khổ đau. Chúng ta chưa đi đến một con đường đó mà chúng ta đang mua vé để đi về đó, thì chúng ta đi suốt con đoạn đường chúng ta được nhiều cái sự ưu đãi. Cũng như chúng ta quá cảnh vậy đó, cái sự tu tưởng như chúng ta mua cái vé VIP, cái vé tốt đó, thì được cái sự ưu đãi tốt. Cũng về cái sự tu tập đó, thì chúng ta chưa cái thành tựu viên này, kết quả giải thoát, nhưng có thể nói rằng qua đó nó cũng giải thoát cho chúng ta những cái buộc ràng hết sức lớn. Cũng như thế đó. Và thì chính Hòa Thượng Tòa đây chính là cái ý nghĩa của con xin qua cái câu trả lời thảo luận là như vậy. Nếu có điều kiện của Bổ Túc thì kính kính cung thỉnh Tòa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú cái chân sư tòa tự nguyện à, đại thế pháp tính ấy, đại thế pháp tính đó, có còn ở trước máy không? Nếu có được xin thỉnh đại thế pháp tính hoàn hỷ trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Đại thế pháp tính à, chúng ta nghe rất là nhiều bài kinh mà qua đó mô tả sự tu tập là một cái quá trình như tu tập giới học tăng thượng, định học tăng thượng, tuệ học tăng thượng. Nhưng mà có cách nào chúng ta tu tắc đi thẳng vào tu tuệ thay vì phải tu qua giới, tu qua định không? Xin cái thỉnh đại đức Phật tính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa con xin thành kính lĩnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị nam tín nữ. Ở trong câu thảo luận số 4 này hỏi rằng có cái cách nào để mà mình tu tập chỉ đi thẳng vào tuệ thay vì phải đi qua giới và định. Nói chung là nói về cái sự tu tập thì kính thưa quý vị, đối với khi mà chúng ta muốn tu tập để đắc được đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn thì đều phải trải qua cái quá trình giới định tuệ, không có thể nào mà chúng ta bỏ qua được cái phần nào hết. Có lần quý vị biết chúng tôi nghe một cái người đó hỏi đó, họ nói ngài Anguttara đó là coi như là lúc đó ở trong khu rừng Đại Lâm, khu rừng lớn đó, là lúc đó nghe Đức Thế Tôn thuyết là ta đã đứng lại rồi, còn ngươi chưa đứng. Đó thì chỉ có nghe như vậy thôi, rồi bắt đầu mới thỉnh Đức Phật đứng lại để mà hỏi tại sao mà ngài đang đi vậy đó, và con rượt theo bằng cái hết cái công sức của con mà không có rượt được ngài, mà ngài nói là ngài đã đứng lại, ngài đã đứng lại mà con thì chưa có đứng là như thế nào. Thì có người đó đem cái giai thoại này ra, người ta hỏi chúng tôi, người ta nói rằng lúc đó Đức Phật trả lời cho tôn giả Anguttara nghe xong rồi, tôn giả Anguttara là đắc được đạo quả tu đạo quần ngay tại chỗ đó luôn. Vậy thì đâu có thấy tôn giả Anguttara mà thọ giới hoặc là nguyện thọ trì ngũ giới hoặc là 10 giới hoặc là 227 giới gì đâu, nhưng mà cũng đắc được đạo quả tu đạo quần. Thì trong trường hợp này có phải chăng là tu tắc không? Thì thật sự ra đó, quý vị biết rằng nó phải như vậy. Chúng ta nên nhớ rằng đối với
là đối với cái sự mà lúc đó đó là lúc mà chúng ta tu tập đó, về giới đó là chúng ta phải hiểu giới nó có cái gì ở trong đó. Là hai giới bổn là ba la đề một so là 227 giới, rồi có thu thúc lục căn cũng là giữ giới, rồi thu thúc bằng niệm cũng là giữ giới, cũng là cái sự giữ giới quý vị. Thành ra đó, ở trong lúc đó, đó tôn giả Angulimala đó là mới coi như là chăm chú nghe cái lời giảng của Đức Phật. Thì lúc đó là chúng ta phải biết rằng là thu thúc tới bằng cái lục căn là do giới chánh niệm chánh trong cái sự mà nghe về cái từ bỏ sát sanh, từ bỏ đau trường, vân vân. Thành ra đó là cái lúc đó, đó là có cái sự thu thúc giữ giới bằng cách thu thúc, hoặc là tu tập giới bằng cách thu thúc lục căn. Thành ra hồi nãy ở trong cái bài học của chúng ta nó cũng vẫn có như vậy quý vị. Vẫn có cái vị đó thọ, cái vị đó từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, vân vân, rồi xong rồi á đến cái phần sau đó cái phần sau á là cũng nằm ở trong cái phần giới là coi như là vị ấy thu thúc lục căn, thu thúc lục căn, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Đó, ở trong cái phần đó nó có quý vị. Thành ra đó chúng ta mới thấy rằng là khi mà nói về mà tu tập về giới đó thì không phải là chúng ta đọc lên những cái điều mà thọ trì giới không đâu. Đó, thu thúc bằng niệm hoặc là thu thúc lục căn là lúc đó cũng là tu tập về giới. Rồi tâm mà chăm chú chăm chú nghe cái lời dạy của bậc đạo sư, thì lúc đó mình chăm chú là cái gì? Tập trung, tập trung tâm của mình nghe, để nghe cái lời dạy đó, thì cũng là tu tập về định, tu tập về định. Thành ra lúc đó đó, giới và định, có định rồi thì quý vị thấy rằng tuệ, cái nhân gần của trí tuệ là cái gì? Là định, định là cái nhân gần của trí tuệ. Thành ra có giới, có định và tuệ phát sanh. Thành ra cái vị đó chứng đắc được đạo quả tu đạo quả. Thì dù cho chúng ta thấy rằng là khi mà không có đọc lên những cái lời thọ giới, chúng ta tưởng là tu tập. Lần đó đó có vị đó mới hỏi chúng tôi, hỏi rằng như vậy trong trường hợp đó không phải là tu tập chứ là tu cái gì? Chúng tôi nói không phải, không phải là tu tập đâu. Ở trong cái phần mà tu tập về giới, chúng ta nên nhớ có thu thúc lục căn, hoặc là giữ giới bằng cách thu thúc niệm, thu thúc niệm, rồi khi mà mình tập trung tâm của mình nghe giảng, nghe dạy, thì lúc đó là tu tập về định, và do có giới có định thành ra tuệ nó phát sanh. Thành ra chúng tôi muốn lấy cái điều này ra đó để chúng tôi nói rằng là coi như là ở trong cái giáo pháp này không có cái cách nào mà chúng ta tu tập mà tắt được hết. Không có cách nào mà chúng ta tu tập mà chúng ta bỏ qua phần giới, mà chúng ta chỉ tu tập về tội không. Không có cái cách nào mà chúng ta bỏ qua phần định mà chúng ta đạt được trí tuệ. Đó, dù cho cái người đó, một cái vị đó mà tu tập á, mà không có an chỉ định phát sanh, có nghĩa là cái định kiên cố phát sanh á, thì lúc đó cũng là Upachara, cũng có cái sự cận định phát sanh. Rồi lúc đó trí tuệ mới sanh lên để mà đoạn diệt được phiền não. Thì vậy thì chúng ta thấy rằng là cái sự đắc được đạo quả tu đạo quần, hoặc là A-na-hàm, hoặc là tư đà hàm, hoặc là A-na-hán, những điều trải qua cái trình tự là giới, rồi định, rồi tuệ, rồi coi như là lúc đó mới đắc được đạo quả, chứ không có cái cách nào để mà tu tắt hết. Đó, đây là những cái ý con xin được đóng góp vào cái câu thảo luận số 4 này. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sao thủ kích trình đại trực tính. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, còn vài giây phút cuối thì sẽ được tiếp lời với thượng tọa Thầy Quyền và đại trực tính trong bị học ngày hôm nay.
Trước nhất là chúng ta thấy Tôn giả Ananda đặc biệt khi nói chuyện với du sĩ Sandaka, ngài có đề cập đến bốn cái sự bất an. Sự bất an thứ nhất của một người học trò đối với vị thầy là tính cách là không có chắc chắn. Vị thầy thì tuyên bố rằng mình là một vị toàn tri, có trí sáng suốt ở trong mọi thời gian. Nhưng mà rồi có những lúc vị này tỏ ra không có không có thấu đạt, không biết rõ. Chúng tôi nhớ ở dưới đồng bằng sông Cửu Long ngày xưa đó, có những cái vị tu tiên, và những vị họ tuyên bố là có cái phép màu, có thể thấy biết những cái chuyện xa cả mấy chục, mấy trăm cây số, cái gì cũng biết. Nhưng mà rồi sau đó do cái sự thí nghiệm, người ta thấy rằng có nhiều việc vị đó không có biết. Ví dụ như cái chuyện xảy ra cho vị đó, thậm chí sau này vị đó bị giết, bị giết một cách bất đắc kỳ tử, còn rất trẻ, cũng không biết được. Thì cái đó chúng ta gọi là một người đệ tử mà tu như vậy, lâu lâu có những nghi hoặc là vị thầy của mình là không có biết một cách chắc chắn. Và cái biết thứ hai mà vị học trò thì tạo nên sự bất an là cái vị thầy không biết cái gì là thuận hợp với truyền thống và cái gì là không có thuận hợp với truyền thống. Truyền thống tức là những cái giá trị mà căn bản cốt lõi truyền từ đời này qua đời khác. Đức Phật, ngài là vị đạo sư có rất nhiều lần mà ngài tuyên bố lên những giá trị truyền thống. Thí dụ như là những giá trị mà tất cả những vị Sa môn và La môn theo đạo giáo thì bây giờ không thể phủ nhận được. Đại khái là Đức Phật ngài dạy rằng có những giá trị truyền thống của người Bà La Môn từ ngàn xưa đó. Thứ nhất là cái đạo ly dục. Không thể nào một người tu tập mà người đó lại có cái sự dính mắc, và dính mắc quá nặng về cái gì đó. Thành ra cái đạo ly dục xả kỹ nó vẫn luôn luôn có một giá trị dù cho tu theo tông nào, phái nào. Và thứ hai đó là một cái tâm ly sân an tịnh. Nghĩa là nếu một người tu tập mà nóng nảy, phẫn nộ, thì cái sự sân hận đó, đó nó không bao giờ là một cái biểu tỏ của một giá trị truyền thống hết. Mà cái giá trị truyền thống mà ai cũng phải nhận rằng một cái người tu tập phải là một cái vị có cái tâm đủ mát mẻ, đủ kham nhẫn và vượt qua khỏi sự phẫn nộ nội tâm. Thật ra Đức Phật ngài xem đó là một cái truyền thống khác. Truyền thống thứ ba đó là một cái vị tu tập phải là một vị ly si, hay là vị sống với trí tuệ. Nếu mà càng tu mà càng tối tâm, càng tu càng u mê, thì cái đó nó không phải giá trị truyền thống. Thì cái đạo mà ly dục, ly sân, đạo của trí tuệ đó, thì những cái truyền thống đó không ai có thể phản bác được, không ai có thể phủ nhận được. Chúng ta gọi là những giá trị truyền thống mà một cái vị thầy, vị đạo sư phải biết và biết nắm rất rõ. Nếu không biết rõ điều này thì có vấn đề. Thì người đệ tử có thể cảm thấy bất an khi mà đối với vị thầy là không chắc chắn, không có thuận hợp. Và có một yếu tố thứ ba mà khiến cho người đệ tử bất an, đó là không có vững vàng trên cái cơ sở lý luận. Cái cơ sở lý luận nó phải vững vàng, đó là làm thế nào đó mà người học trò thấy rằng cái gì mà mình hiểu biết đó, nó có cái mạch lạc, nó có cái nó hợp tình hợp lý, chứ không phải là nói cho có nói mà thôi. Lấy một ví dụ như là bây giờ trên phương diện lý luận đó, thì không lý do gì cái chuyện đó là ông bà tổ tiên mình làm mà bây giờ mình phải gánh cái tội gọi là tội tổ tông.
hay là mình có tội rồi có người khác họ chịu thế cho mình, và họ chết thế cho mình, và mà mình cũng chết, người khác cũng chết, thì chuyện đó không có. Trong việc lý luận thì nghe đó có hợp lý, nhưng mà người ta vẫn tin được. Thì dù sao đi nữa, thì dù sao đi nữa thì thưa vì cái lý luận nó vẫn là một ở trong những cái cơ sở để cho chúng ta hiểu cái gì là hợp lý. Thật ra nếu mà một cái lý luận không có vững chãi thì nó có vấn đề. Và sau cùng đó là chúng ta nói đến sự rõ ràng. Dạ. Dạ quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Chờ chút. Dạ xin lỗi quý vị. Thưa quý vị, trong cái thứ tư mà chúng ta nói là sự rõ ràng đó, là có rất là nhiều những vị tu sĩ và các cái giáo phái đó, họ luôn luôn dùng sự nguyện biện. Nguyện biện mà ở đây, ở trong kinh gọi là trường uống như con lươn đó. Nguyện biện thì có cái hay là không ai bắt bẻ được mình. Nhưng cái lỗi lớn nhất của sự nguyện biện đó là nó không nói gì rõ ràng hết. Dạ. Nói cái này bắt qua kia, bắt kia, nói kia bắt qua cái nọ. Mới nghe thì gần như là rất là khó để bắt bẻ. Nhưng mà đằng sau cái nguyện biện đó, nó không dẫn người ta đến một cái khái niệm nào rõ ràng về cái gì hết. Và nếu mình nói cái gì đó không rõ ràng, mình biết cái gì đó không rõ ràng, thì dần dà những cái người ở gần chung quanh mình họ không hiểu, không nắm được cái gì hết. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ đọc sách của Cụ Hiển Lê đó, cụ nói rằng cái quan trọng, một cái đức quý nhất ở trong cái viết văn đó là sự trong sáng. Dạ. Nếu mình biết cái gì đó mà chính mình không hiểu thì làm sao người đọc hiểu được. Dạ. Mình phải nắm rõ việc đó, mình nói người khác họ mới hiểu. Còn nếu mà mình không nắm rõ thì người khác làm sao hiểu được. Tại ra có những người đó họ quen dựa vào cái lý luận gọi là ngụy biện, hay là lý luận như con lươn. Dạ. Không ai bắt bẻ mình được, chỉ đồng ý. Nhưng mà rồi cuối cùng cái thông điệp của mình là gì? Điều mình muốn nói là gì? Không có một người ngụy biện nào mà họ nói là những điều gì trong sáng hết. Họ rất sợ những điều trong sáng. Và bởi vì họ sợ điều trong sáng nên chi? Những cái thông điệp mà họ nói nó không đâu ra đâu hết. Ngày nay ở trong cộng đồng Phật giáo cũng đôi khi bị cái tình trạng như vậy, là một số các vị tu sĩ á, nói đằng này thì chạy đằng kia, nói đằng kia chạy đằng nọ. Thì mới nghe thì mình cảm thấy rất là hay, nhưng rốt cuộc rồi quần chúng Phật tử không nắm được cái gì. Và quần chúng Phật tử không hiểu rõ là mình nói cái gì. Thì tu là tu, cứu cánh là cứu cánh, tội là tội, phước là phước, tốt là tốt, xấu là xấu. Nếu những điều đó không được rõ ràng thì chúng ta có vấn đề. Thật ra không có chắc chắn, không có thuận hợp, không có vững vàng, không có trong sáng, là những điều tạo nên những sự bất an trong đời sống tu tập. Mà tôn giả Ananda ngài trình bày đó là những cái sự bất an của một người tu tập đối với bậc đạo sư. Nên chi đó cũng là điều mà cần nhắc nhở. Hễ mình nói cái gì thì mình nói được làm sao cho đủ rõ ràng, đủ vững chãi, đủ thuận hợp và đủ cái sự chắc chắn thì chúng ta nên nói. Thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn đề cập đến trong phần cuối của bài giảng ngày hôm nay. Xin được tri ân chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành.
Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con thâm hỷ. Thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư công đức và mơ lòng bi mẫn cảm nhận Phật pháp của cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo hòa, giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý ông đã ủng trợ cho các phần hành trong lớp học được toàn tất mỹ mạnh. Chúng con kính chư công đức thân tâm thường là Phật sự dân thành kính chúc quý đại hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp niệm màu vô đức thừa phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc phụ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. To invest some money for a down payment on a house. My initial investment would be $20,000, and I'm getting an annual interest rate of 12%. How much money will I have after 9 months? We could. Yeah.